Sáng ngày 5 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Prông đã tổ chức phát động hưởng ứng chủ đề năm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội, gắn với cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội và hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam nhân kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 114 năm ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Năm 2024, song song với các hoạt động phong trào, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Prông sẽ tập trung thực hiện chủ đề năm với mục đích nâng cao năng lực cho cán bộ hội viên phụ nữ về ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công tác quản lý, điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên, kết nối hỗ trợ an toàn cho hội viên phụ nữ sử dụng công nghệ thông minh để tiếp cận thông tin, kiến thức bổ ích theo nhu cầu, tăng cường và mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động hội, thực hiện có hiệu quả nội dung khâu đột phá, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng xã hội an toàn trong hoạt động hội giai đoạn 2021-2026 của Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh gắn với khâu đột phá của Trung ương hội, đổi mới phương thức hoạt động hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin. Cũng trong chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Prông đã tiến hành phát động tham gia cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội và phát động hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam, thời gian hưởng ứng từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3, đồng thời phát động phong trào tặng áo dài trao yêu thương.